Ủa, tới rồi đó nghe. Dạ em chào chị Hai. Chào bà Hai đi con. Dạ con chào bà Hai. Bà Hai á là mẹ của Thím Út, là vợ của chú Tư mày đó. Vô vô nhà chơi. Dạ. Dạ. Dạ em chào hết thảy mấy anh chị nghe. Dạ con chào chú Thím. Con, bà Hai này nè là mẹ của Thím Út, là vợ của chú Tư mày đó. Còn thằng già này nè là Dưỡng Sáu, em của bác Hai mày đó, là chồng của chị Xuân, con trai của bà cả, cũng là mẹ của cô Thoa mà cũng là vợ của cô Thí luôn á con. Trời ơi, bác Năm ngồi đây nãy giờ mà không thấy. Bác Năm á là ba của chú Tấn, là chồng của anh Tú, anh họ của dì Đào, mà là em trai nuôi của bác Tài, ba ruột của thằng Tí, nhưng lại là ba nuôi của thằng Tèo, có thêm đứa em gái tên Tẹt nữa đó con. Nhất nhất cái đầu rồi. Chào con. 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 Chào con nghe. Chào. Chào chú Trung. Trời ơi, con bay nó bị gì kìa. Trời ơi, nó bị gì kìa. Con bị làm sao vậy? Ôi các chị ơi, con em, con bị làm sao vậy con? Các anh chị ơi, các anh chị em ơi, con ơi.